Thì dữ liệu mới trong quý 2 cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Nhật Bản leo lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Một điểm đáng chú ý khác chính là niềm tin tiêu dùng tại khu vực Đông Nam Á hiện đang cao hơn tất cả các khu vực khác. Khảo sát của Nielsen cho thấy niềm tin tiêu dùng của người dân Nhật Bản đã tăng lên 78 điểm, mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Mối quan tâm của người tiêu dùng Nhật tập trung nhiều nhất vào hóa đơn sinh hoạt phí, giá lương thực và chi phí chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, Nielsen cho biết 30% người lao động tại đây đều tỏ ra lạc quan về việc làm của mình. Điều này cho thấy người dân đang kỳ vọng khá nhiều vào sự tiến triển của kinh tế Nhật Bản khi có các chính sách cải tổ của Thủ tướng Shinzo Abe. Tuy vậy, niềm tin tiêu dùng của Nhật Bản vẫn thấp hơn mức trung bình của thế giới, cũng như vẫn xếp sau Trung Quốc và Mỹ. Cụ thể, niềm tin tiêu dùng toàn cầu là 94 điểm, Mỹ là 96 điểm và Trung Quốc là 100 điểm. Song nơi có niềm tin tiêu dùng tăng cao nhất là khu vực Đông Nam Á. Ví dụ tại Indonesia, niềm tin tiêu dùng là 124 điểm, tại Philippines là 121. Nelson nhận định Đông Nam Á là nơi lạc quan về kinh tế nhất so với các nước khác khi vốn đầu tư nước ngoài và nhu cầu tiêu dùng ở tầng lớp trung lưu tăng rõ rệt.